Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TV Media. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ tư ngày 15 tháng 3 2023 và hiện tại Tiến Dũng đang có mặt ở trước khuôn viên của nhà hoàng Cyrus View Mortuary thuộc thành phố San Diego, cách Bosa 2 tiếng lái xe. Thưa quý vị, hôm nay là ngày tang lễ chính thức của nghệ sĩ Diệp Lan. Nghệ sĩ Diệp Lan sinh ngày 4 tháng 3 1941 và ông đã tạ thế vào ngày 11 tháng 3 vừa qua. Có lẽ rằng những ngày qua là những ngày đau buồn nhất của gia đình cũng như biết bao nhiêu người hâm mộ của ông. Và cũng vậy, trên channel TV Media những ngày qua Tiến Dũng cũng gửi đến quý vị cuộc đời riêng tư của ông hoặc là những tình cảm riêng tư của khán giả dành cho ông. Và đặc biệt ngày hôm nay là ngày tang lễ chính thức của ông. Một lần nữa Tiến Dũng đang có mặt ở tại nhà hoàng này để hầu đưa đến quý vị những hình ảnh cập nhật nhất về tang lễ, về hậu sự của nghệ sĩ Diệp Lan. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là phu nhân của nghệ sĩ Diệp Lan cùng thầy. Hôm nay là thầy sẽ lo về phần nghi thức tôn giáo cho nghệ sĩ Diệp Lan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là quang cảnh phía trước của nhà hoàng Cyrus View Mortuary thuộc thành phố San Diego, nơi một chút nữa sẽ là tang lễ chính thức của nghệ sĩ Diệp Lan. Như quý vị biết, nghệ sĩ Diệp Lan đã thế vào ngày 11 tháng 3 vừa qua và ngày hôm nay và ngày mai, có nghĩa là ngày 15 và ngày 16 tháng 3 là hai ngày tang lễ chính thức của ông. Hiện tại bây giờ thì hãy còn khá sớm và đây là quang cảnh chuẩn bị. Được biết thì phần tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ dành cho gia đình trong những nghi thức tôn giáo, và sau đó tới 12 giờ sẽ là phần thăm viếng của mọi người. Ở bên ngoài Tiến Dũng nhìn thấy là có di ảnh của nghệ sĩ Diệp Lan ở nơi đây, cũng như là cuốn sách để mà ký sổ lưu niệm ở nơi này. Và bên trong quý vị nhìn thấy đây là quang cảnh bên trong của nhà hoàng. Rất là nhiều tràng hoa đã được đặt nơi đây. Cũng như hồi nãy Tiến Dũng đã vào và Tiến Dũng đã tiếp chuyện được với cô Phong. Cô Phong là người vợ, là phu nhân của nghệ sĩ Diệp Lan. Hiện tại bây giờ Tiến Dũng nhìn thấy trên mọi người cũng đang chuẩn bị để làm lễ phát tang. Đây là những người thân của gia đình. Còn đây là bàn thờ của nghệ sĩ Diệp Lan. Còn đây là con gái của nghệ sĩ Diệp Lan, cũng như là thân nhân. Bên đây là có bàn thờ Phật. Một người nghệ sĩ đa tài. Cuối cùng thì dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là phu nhân của nghệ sĩ Diệp Lan.
Cô Phong. Dạ, trước hết con kính chào cô, thành thật chia buồn cùng gia đình, cũng như là thay mặt khán giả của channel TV Media, channel hoặc là khán giả của Cổ Nhạc Phương Nam, gửi lời chia buồn chân thành nhất đến cô và gia đình ạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn toàn thể các giả, quý vị khán giả đã yêu mến anh Diệp Lan, nhớ tới anh Tí Tương Ảnh. Cảm ơn anh đã đang phổ rối, chúc dạ, anh sức khỏe. Dạ. Dạ, thưa quý vị, không khí rất là xúc động. Và có lẽ là những lời tiếng nói tiếng ngắn ngủi, nhưng quý vị cũng biết là niềm đau thương của gia đình. Ngày hôm nay thì cũng được biết là bên nhóm Cổ Nhạc Phương Nam cũng sẽ đến đây. Các anh chị Tuấn Châu, nghệ sĩ Việt Nam Cẩm Thu và nghệ nhạc sĩ Hoàng Phúc Hoàng Nam cũng sẽ có mặt nơi này, cũng dâng đến nghệ sĩ Diệp Lan lời ca tiếng hát để tiễn biệt ông lần cuối. Và đây là các tràng hoa. Và bên đây thì tràng hoa này là của nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Tâm, Hồng Đào, Thành Kính Phân U. Đây là của sân khấu kịch Hồng Vân. Như trên các phương tiện truyền thông, quý vị cũng biết là nghệ sĩ Diệp Lan cũng đã từng cộng tác với nghệ sĩ Hồng Vân về vấn đề về kịch. Ở đây thì rất là nhiều tràng hoa dần dần đã được đưa vào nhà hoàng này. Dạ, cũng vậy bên đây nữa. Ở đây là gia đình nghệ sĩ Kiều Tiên, Y Phụng. Y Phụng là con gái của nghệ sĩ. Và đây là của nghệ sĩ Châu Thanh, Đức Minh. Được biết thì nghệ sĩ Châu Thanh vẫn còn đang ở Việt Nam. Dạ, còn thế bên đây nữa, Tiên Dũng nhìn thấy là tràng hoa của nghệ sĩ Thoại Mỹ. À, bây giờ tiếng dùng sẽ ba bên kia nữa, rất là nhiều. Và đây là của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy. Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và trên channel TD Media, quý vị cũng dễ dàng nhìn ra khi mà trong ngày tang lễ của nghệ sĩ Văn Trung thì nghệ sĩ Phương Hồng Thủy rất là gần gũi, được ôm chầm, được trò chuyện với nghệ sĩ Diệp Lan, thưa quý vị. Bên đây thì cô Sáu và em Phụng. Ở bên đây là cô Dượng Tám Thiều và các con cháu ở Bình Dương, Việt Nam. Và bên kia nữa, Tiến Dũng dễ dàng nhìn ra đây là tràng hoa của nghệ sĩ Hương Lan và gia đình. Có lẽ là ca sĩ Hương Lan, của chị hai Hương Lan. Bên đây là của gia đình Minh Tâm, Sao Carolina, bạn Phong Tuyền. Và còn đây nữa là của gia đình Phương Khanh ở Việt Nam, bạn của Phong Tuyền. Và thưa quý vị, như nói đây là quang cảnh chuẩn bị. Được biết thì chương trình tang lễ chính thức sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày 15 tháng 3, 2023. Trước đó thì chú có bị bệnh gì trước đó, mình có thấy biểu hiện gì không chị ạ? Bị Parkinson. Dạ. Ngoài ra còn cái gì khác không ạ? Dạ nhiều, bệnh nhiều, yếu dần. Dạ.
cái đoạn cuối, có nghĩa là gia đình mình có ngờ được cái chuyện này không? Cái đoạn cuối. Dạ không nghĩ ngăn vậy. Mà lúc ông có nói mình không? Có nói mình là ông thấy đau thế mà. Dạ có, sáng nó ba thấy thôi, ba thở không được. Tội quá ha, đẹp dạ. Như ngủ vậy. Y chang như ngủ à. Dạ, dạ bây giờ thì dạ, quý vị nhìn một lần nữa quan cảnh ở đây. Với những người mà thường và những người như nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Vũ Lan như thế này là thầy, thì khi mà thầy nhận làm một người hậu sự như vậy thì thầy có lo không ạ? À, dạ thầy cũng nói lo thì không đúng, nhưng mà phải chăm chút, phải chỉnh chu để cho cái buổi lễ thứ nhất có đầy đủ ý nghĩa về cái nội dung, cũng phải nhất tâm cầu nguyện. Bên cạnh đó có những cái hình thức để khi quần chúng nhìn vào thấy có một cái sự trang nghiêm cần thiết ở trong đó. Đối với nghệ sĩ Diệp Lan thì con cũng được biết là nghệ sĩ Diệp Lan cũng là một Phật tử, có phải là sinh hoạt ở chùa thầy không ạ? Dạ có, tới lễ Phật thăm viếng thường xuyên. Có nhất là lúc sinh thời là thầy có làm cái lễ đám cưới cho Dương Phong Tuyền đấy. Chỗ vậy là gần gũi quá. Nên cũng có được mối liên hệ với gia đình. Cho nên hôm nay khi ông cụ 100 tuổi, gia đình là có nhờ thầy tới để mà lo cái tang lễ cho ông cụ. Với nghệ sĩ Diệp Lan thì ngoài cái chuyện thân thiết như vậy, ngày hôm nay đứng nơi này thì thầy nhớ nhất là điều gì ạ? Dạ thầy vẫn nhớ lúc là các cái vai diễn ông hội đồng hồi xưa thầy hay coi. Lúc đó thầy ghét hay thầy thương? Con hồi xưa con không biết, con cái con ghét lắm. Nhưng mà khi lớn lên rồi mình hiểu. Mình phải làm cái gì mình gặp cái nhân vật nào mà diễn xuất hay là mình phải trân trọng cái vai diễn của người ta. Có để cái ghét cái thương vào trong đó. Rồi A Di Đà Phật. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là hình ảnh không khí chuẩn bị tang lễ nghệ sĩ Diệp Lan ở tại nhà hoàng Cyrusville Mortuary ở thành phố San Diego. Thưa quý vị, đó là những hình ảnh cập nhật nhất cùng quý vị trên channel TD Media. Một chút nữa đây thì đó là nghi thức hay là tang lễ chính thức cho nghệ sĩ Diệp Lan. Tuy nhiên với những người như Dũng đây thì chỉ được tác nghiệp ở phía ngoài thôi. Dẫu vậy thì Tiến Dũng đã gửi đến quý vị những hình ảnh cập nhật nhất rồi. Thực ra mà nói, trước giờ Tiến Dũng đã quay đám cho khách rất là nhiều, cũng như là dự rất là nhiều đám tang. Tuy nhiên, thi hài của ông ngày hôm nay quả là một sự mầu nhiệm, bởi vì ông đã mất vài ngày rồi. Tuy nhiên thì diện mạo bên ngoài quý vị nhìn thấy đó, giống như là ông đang ngủ vậy. Thôi thì chúng ta hãy một lần nữa cùng cầu nguyện cho ông sớm tiêu diêu nghiệp Phật quốc, cũng như chia sẻ nỗi niềm mất mát đối với người thân của ông, đối với cô Phong, vợ của ông, cũng như là các người con của ông nữa. Và đến đây thì Tiến Dũng tạm dừng video clip này. Tiến Dũng sẽ trở lại quý vị, gửi lại quý vị nhiều hơn nữa những tâm tư tình cảm của những người có mặt trong ngày hôm nay.